mày bị nọng nghe khi giao duyên hàng khao lừa. Cháu để đây máy đây được không? Hai cô này Bắc Giang phải không? Có phải cô vừa bán hàng phải không? Vừa bán hàng vừa hát thi. Phải không? Bán hàng nhỉ? Ấy dồ. Hát thi gọi người đến mua hàng mới được này. Này hai cô Bắc Giang đi bán hàng đấy. Đi vào khi quên cả bán hàng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tài khoản chứ phải không? À, để ý cái video lên, nếu mà có ai hỏi thì trực tiếp trả lời nhé. Có cái video nó quay tối nay về anh ta lên cái video tận không có mà chính là trước là Bán bao nhiêu? Bán
Đấy, tí mà tụi này không đi đây thì họ che đâu mấy vậy đó. Hát rồi, nhảy ngược áo. Hát đi.
phải dọn hàng rồi hát à, dọn hàng mới hát được chứ. Yeah.
bạn phải Chúa đi hết rồi. Cháu chuyển máy nhá, cháu cảm ơn các chú ạ.